rồi thì bác sĩ có chia sẻ là chúng ta sẽ có những mức độ dính thắng lưỡi khác nhau Vậy căn cứ nào để xác định được những mức độ này Và hiện nay thì chúng ta đang có những phương pháp nào để điều trị dính thắng lưỡi Khi dính thắng lưỡi nó sẽ có hai, 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 hai cái tiêu chí để mà chúng ta chia độ Thứ nhất là cái độ dài của cái thắng lưỡi này Nó sẽ là nếu mà khi mà nó rất ngắn thì nó cố định lưỡi nhiều thì nó xếp vào độ 4 Thế và khi nó dài hơn tí thì nó xếp vào độ 3, này, độ 2, độ 1 Ngoài ra thì còn có cái tiêu chí thứ hai đấy là cái vị trí bám của thắng lưỡi nhiều nhiều em bé cái thang lưỡi nó có cái độ dài là đủ để là không bị xếp và ngăn thang lưỡi nhưng vì vị trí bám sai thì bởi thế thì cái thang lưỡi này nó vẫn gây cản trở hoạt động của lưỡi thế cho nên là cái vị trí bám của thang lưỡi nó cũng quyết định đến cái việc là lưỡi của lưỡi của em bé hoạt động có 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 linh động không và có đáp ứng được tất cả các cái chức năng của lưỡi không về việc điều trị của cái dính thang lưỡi thì nó cũng vô cùng đơn giản vì đây chỉ là một cái tiểu thủ thuật nhỏ rất nhỏ ở ở, ở đối với lại cả các em bé thế những cái trường hợp nào mà các em bé mà cái thắng lưỡi này nó dính ở độ 4 và nó cản trở đến bú thì chúng ta có thể can thiệp ngay khi em bé mới đẻ ra, mới chào đời, tức là em bé sơ sinh đã có thể can thiệp tách dính thắng lưỡi được rồi. Thế và cái việc chúng ta biết rằng là cái cái cấu trúc của cái thắng lưỡi nó là cái tổ chức sơ màng, cho nên nó rất ít mạch máu và khi chúng ta tách dính thắng lưỡi thì hầu như là không bị chảy máu. Cho nên là cái vấn vấn đề là chúng ta phải chúng ta lo lắng về vì chảy máu này rồi vì, vì lý do này lý do kia không can thiệp được ở trẻ bé thì cái điều đấy không đúng. Và chúng ta thấy rằng là đây là một cái cái thủ thuật rất là rất là nhỏ cho nên là chúng ta có thể can thiệp sớm cho em bé tùy vào cái tình trạng cái, cái 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 chức năng bú của em bé có được đảm bảo hay không. Nếu mà nó ảnh hưởng đến chức năng bú thì phải can thiệp càng sớm càng tốt.